chợ Bến Thành. Phố đi bộ. Viện bảo tàng. 2000 years later. Chợ An Đông. Còn một cái cuối cùng nữa là đường Võ Thị Sáu. Bắp xào hộ con rùa, trứng cút chiên hộ con rùa, bánh tráng trộn hộ con rùa, trà ổi hộ con rùa và phúc long hộ con rùa. Em thấy em là cái thứ nhất là cũng liên quan là xe cộ đồ luôn, là kẹt xe. Đây là đường lúc nào cũng kẹt hết, cứ đi về là kẹt. Và cái thứ hai nữa là khi mà dừng đèn đỏ, mình đang dừng thì mình nhìn đồng hồ là ôi còn 5 giây nữa mới qua đèn xanh. Ai sao cứ tiếng kêu mà đi chơi. Đúng luật đi chứ. Kiểu vậy. Rồi cái thứ ba là bụi. Em là dễ bị, em bị viêm xoang cho nên là khi mà dưỡng bụi đồ là em dễ hắt xì. Coi như là em đi ra ngoài đường là như là ngày nào bảo đảm em vừa chạy xe mà vừa xì cái. Còn hai cái còn lại là nãy giờ Thanh lắp hết cho em, Vi lắp hết cho em rồi. Lấy gì ta? Hà Quốc Hoàng aka Tâm rất hay cười trên set. Dù là set deep hay là set nông cạn hay là set nhã hay là set xàm gì cũng cười hết á. Mà Tâm mà cười một cái là quay phim cười rồi, DOP cười rồi, âm thanh cười rồi, ánh sáng cười. Chỉ có em là cũng không bao giờ cười được hết. Cho nên cảm thấy là muốn bóp cổ. Cái thứ hai là không biết tại sao mà rất là vô duyên đó, là không thích người khác nhìn vào mình khi mình nhắm mắt. Lâu thuộc thoại. Thoại phim trong trời sáng rồi thôi, thoại cực kỳ dài lắm, kinh khủng mà mình phải nói như là mình đang nói mặc dù mình học nhưng mà mình phải nói ra. Thì Tâm học được nhưng mà Tâm nói ra thì nó bị gãy. Damn! Mà em có tật là ai nhìn em mà em đang nhắm mắt em ngủ không được. Hay là em nhắm mắt, nói chung là ai nhìn em nhắm mắt là em cứ bắt cười làm sao á. Em cứ dễ buồn cười mà cái mà quay đi quay lại đó cũng mười mấy năm mấy thách gì á. Dạ. Tội lỗi em nằm đó, nên cả anh công chạy đó mày cười nó tao bóp cổ mày.